Hello mọi người, mình là Mẫn Nhi và tháng 10 vừa rồi đối với mình là một trong những tháng trôi qua siêu nhanh luôn vì có rất là nhiều những cái sự kiện, hoạt động hay ho, thú vị và đặc biệt rất là lạ xảy ra nha. Và một trong những điều đó chính là yêu xa với người bạn đồng hành của mình. Cơ mà nhìn lại thì đây cũng là một tháng mà mình đã self-care được khá là nhiều vì có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân cũng như là cho bạn bè của mình. Và lời cuối cùng trước khi bước vào video thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới Season vì đã đồng hành cùng với mình trong video lần này. Bây giờ thì chúng mình cùng xem lại tháng 10 vừa rồi của mình như nào nha. Let's go! Mấy tháng gần đây thì mình thấy khá là nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của bọn mình và một trong những điều đấy chính là anh Huy đã đổi sang một công việc mới. Chúc mừng Đức Huy nha! Và đợt giữa tháng 10 tới thì anh Huy sẽ có một chuyến công tác sang Philippines để training trong vòng 2 tuần. Vậy nên là hôm nay bọn mình cũng sẽ đi mua một vài đồ dùng cá nhân để chuẩn bị hành trang cho Đức Huy trong đợt tới cũng như là mua đồ ăn cho mình trong 2 tuần tới luôn. Cái đấy đáng yêu vậy, cái đấy còn có cả chỉ nha khoa cơ, xong nước xúc miệng này. Đầy đủ đấy. Thật ra là 2 tuần không phải là một khoảng thời gian dài và cá nhân bản thân mình cũng tự thấy là 2 tuần thì cũng không hẳn gọi là yêu xa mà nó như kiểu là tạm xa để làm việc, kiểu như vậy. Nhưng mà do hơn 2 năm vừa qua thì chúng mình đều ở chung và cũng chưa bao giờ là có trải nghiệm là không gặp nhau tí nào trong xuyên suốt 2 tuần ý. Nên là mình cũng hơi không quen một xíu. Hello mọi người, sáng nay từ lúc mà Đức Huy đi ra khỏi nhà là mình không có ngủ nữa luôn. Thế là từ đấy đến giờ là mình dậy mình làm việc luôn. Thật sự là đây là một cái trải nghiệm khá là mới của chúng mình. Nên là mình cũng kiểu vừa buồn vừa nhớ nhưng mà cũng khá là háo hức. Theo plan ban đầu của chúng mình thì chúng mình dự tính là trong 2 tuần Đức Huy đi công tác này thì mình sẽ về Việt Nam mổ mắt luôn. Nhưng mà lại vô tình vướng cái sự kiện lang công thứ 3 tuần tới ấy. Thế là thành ra là mình quyết định là thôi kiểu cũng chỉ 2 tuần thôi có gì mình ở lại đây luôn. Mình rất muốn mổ mắt và đây là một cái dự định của mình mà mình có từ rất là lâu rồi. Nhưng mà do mấy năm vừa rồi khi mà mình đi du học Úc, mình không có những cái khoảng thời gian ổn định ở Việt Nam để mà mình có thể mổ mắt xong để mắt mình nó lại ổn định tiếp để rồi mình có thể bay sang bên này và sinh hoạt như bình thường. Một trong những cái lý do mà khiến mình rất là muốn mổ mắt đấy chính là mình cảm thấy là mặt của mình khi mà đeo kính trông nó kiểu không ổn lắm. Mình không thích mặt mình trong lúc đeo kính lắm và vì mình chưa có gì mổ mắt trong suốt khoảng thời gian vừa rồi nên là mình luôn luôn cố gắng đi tìm một chiếc kính làm sao để nó phù hợp với mặt mình nhất. Thực ra là ở bên Úc này thì mình cũng đã thử rất là nhiều hãng kính rồi và đa số là những cái hãng kính ở đây mình thấy bán khá là đắt. Kể cả những cái mắt kính đắt rồi thì mình vẫn cảm thấy là cái chất lượng của nó không ổn cho lắm. Vậy nên là mình đã quyết định là thay vào đó mình sẽ đi tìm những cái hãng kính chất lượng tại Việt Nam. Hôm nay thì mình cũng rất là muốn chia sẻ cho mọi người hãng kính này để những bạn nào mà đang như mình đang cố gắng đi tìm những gọng kính chất lượng và phù hợp với khuôn mặt thì cũng có thể tham khảo hãng này nha. Và mình tin chắc rằng là sau khi mà mình nói tên hãng này xong thì chắc là rất là nhiều bạn ở đây biết đến hãng này, đấy chính là hãng kính Season. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới Season vì đã đồng hành cùng với mình trong video lần này, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam. Với phương châm thiết kế tối giản, Season tự hào về các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Vậy nên những ai đang đi tìm kính thì có thể check out Season nha. Mình sẽ để link ở bên dưới description box nha. Bây giờ thì mình sẽ đi chỉnh nốt một cái video mà tối nay mình bắt buộc phải up lên tối nay mọi người ạ. Còn tháng này của mình thì mình nghĩ là highlight của tháng này chính là cái sự kiện thứ 3 tuần tới là sự kiện về Lancôme. Mình cũng đã có rất là nhiều plan kiểu self-care các thứ như kiểu đi cắt tóc này. Đấy, nói chung là tháng này là một tháng mà mình nghĩ là sẽ dành cho bản thân mình rất là nhiều và phải tự lập hơn. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha. Bye bye. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với mình và mình thấy là không chỉ riêng trong tháng 10 này đâu mà chắc là cả năm nay luôn. Và yes, đấy chính là ngày mà mình sẽ livestream về Lancôme. Và do hôm nay là một ngày khá là quan trọng nên là mình rất là muốn tập trung. Và do vậy nên mình cũng không có quay vlog gì nhiều á. Và trộm vía là nhờ sự ủng hộ của mọi người mà sự kiện này diễn ra rất là ổn lân nha. Và cũng nhờ L'Oreal giúp đỡ và cho mình tập dượt rất là nhiều lần nên là mình cảm thấy là mình khá là may mắn. Live đúng tròn 30 phút luôn, kiểu ảo dã man ý. Đấy cũng là cái khoảng thời gian mà họ yêu cầu mình sẽ phải live trong khoảng thời gian đấy. Và kiểu đấy, đúng 30 phút luôn. Nói chung là mình cũng nhận được feedback khá là ok nên rất là vui. Và thật sự một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ sự kiện đấy của mình. Sau chuỗi ngày dài tập trung làm việc cho sự kiện ngày hôm qua thì hôm nay mình quyết định sẽ dành cả một ngày để self-care. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình cắt tóc và làm tóc ở Úc nên cũng rất là háo hức mọi người ạ. Và sau khi cắt xong thì rất là may là ưng cái bụng nha. Không ăn gì ấy. Đây, tôi đã ăn tối xong ăn đến 10 giờ rồi. Và tôi thì ngồi xem phim của tôi. Đức Huy ngồi xem phim của Đức Huy.
Tối nay thì bọn mình quyết định sẽ tìm game online để chơi với nhau. Và game mà chúng mình đã chọn đấy chính là game Scribble. Nó là một game kiểu như là một người vẽ xong người còn lại đoán chữ. Và ai đoán được nhiều hơn thì người ấy sẽ thắng. Này siêu dễ này. Đây là cái mà em có cho anh. Này, từ này cũng dễ này, con lợn thối này. Cái này mà dễ? Cái này ngắn đấy hả? Không phải ngắn, nó dễ. Oh my god, em cố tình làm anh thua. Xong rồi, vậy em rồi. Thầy chưa? Cố tình làm anh thua gì? Em cố tình làm anh thua. Ủa cơ mà không hiểu sao cuối cùng mình thắng thật nữa mọi người ạ. Dạo này Melbourne sang mùa xuân rồi nhưng mình thấy mưa vẫn rất là nhiều luôn. Tối nay thì mình sẽ được tham dự một buổi Media Night với bạn mình. Buổi này kiểu là một buổi dành cho các KOLs ở Úc để họ có thể quay chụp và giới thiệu về sự kiện trước khi mà sự kiện được ra mắt á. Và sự kiện ngày hôm nay chúng mình đi là một sự kiện xen lẫn giữa nhạc kịch này, cocktail cũng như là giải đố giống như trong Escape Room ý. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày thứ 6 mà chúng mình yêu xa. Bây giờ thì yes, mình sẽ đi làm nails mọi người ạ. Mình đã kiểu nuôi hơn một tháng rưỡi rồi nên là nó rất là dài. Hôm nay thì mình quyết định là sơn cả tay và chân là màu trắng luôn. Mình không hiểu sao mình rất là thích sơn màu trắng trơn luôn ấy. Không biết có bạn nào giống mình không nhở. Và sau khi mà mình làm nail xong thì mình đã đi dạo phố với bạn mình một xíu, rồi sau đó ghé qua ăn tại một quán mình thấy khá là nổi trên TikTok, tên là Yakimono. Quán này thì nằm trong Collins Street. Đây là một khu phố hàng hiệu tại Melbourne. Và quán ăn hôm nay bọn mình đến thì mình thấy vibe nó cũng khá là hay ho ấy. Và sau khi ăn xong thì chúng mình đã về nhà của mình để sleep over này, tâm sự, làm đẹp và chơi board game này. Mình không phải là một người nghiện cà phê nhưng lại là một đứa rất là thích la cà các quán cà phê. Sáng nay thì mình đã quyết định ghé thăm một quán cà phê cũng khá là nổi tiếng ở Melbourne tên là Tories. Mình thấy quán này lúc nào cũng đông người xếp hàng và kiểu toàn hết chỗ thôi ấy. Nhưng mà nghe ngóng thì thấy bảo là quán này có matcha và bánh rất là ngon. Nên là mình cũng kiểu đu qua đây xem nó như thế nào. Lúc mà mình bước vào quán này thì thật sự rất là ưng cái bụng nha. Tại vì mình thấy là cái vibe rất là giống các quán cà phê ở Việt Nam luôn ý. Kiểu nó ấm cúng xong rồi nó chill chill giống kiểu sofa với cả ô đây ở Hà Nội á. Sau những cái lần mà mình up podcast về chuyện tình cảm này, hoặc là mình up những cái video về chuyện tình yêu, chia sẻ về chuyện tình yêu lên, thì có một câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều, đấy chính là suy nghĩ của mình về chuyện yêu xa. Những bạn nào đang xem cái đoạn này thì mình tin rằng là ai cũng đều có một suy nghĩ và công nhận rằng là yêu xa rất là khó. Nhưng mà mình thấy rằng là không có cái gì là kiểu tuyệt đối 100% đúng ý. Tức là kiểu dạng nó khó thế không có nghĩa rằng là 100% đôi nào cũng sẽ không thành. Tức là chúng mình hoàn toàn nhìn thấy những cặp đôi thành công trong việc yêu xa rồi, nhưng mà chúng mình không bao giờ nghĩ rằng là cái trường hợp thành công đấy là cái trường hợp của chúng mình cả. Thì mình nghĩ rằng là có 3 điều rất là quan trọng chúng mình cần phải xem xét. Cái điều đầu tiên là cái điều mà mình cảm thấy là từ trước đến giờ mình vẫn luôn luôn kiểu giữ cái quyết định đấy, giữ cái suy nghĩ đấy. Đấy chính là phải xác định xem là cái cuộc đời sau này, cái kết sau này thì là có ở cùng một nơi không. Tức là có những bạn chẳng hạn là đi du học đi thì bạn ấy quyết định là sẽ định cư ở đó. Thì ok, nhìn xa hơn thì cái bạn còn lại, bạn ấy có khả năng là sẽ cũng sang đấy không, hay là bạn ấy sẽ kiểu muốn ở Việt Nam mãi mãi chẳng hạn, kiểu dạng vậy. Đó, mình thấy cái này là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà cái cuối cùng nó không là cùng nhau thì có thể là chúng mình sẽ suy xét đến cái chuyện là nên dừng lại bây giờ trước khi là kiểu về sau mình nhiều cảm xúc hơn thì mình sẽ buồn hơn á. Nhưng mà bây giờ khi mà mình lớn hơn ý thì mình nhận ra rằng là không hẳn là cái gì cũng là tuyệt đối. Không hẳn là khi mà kiểu người ta bước đi ra khỏi Việt Nam, người ta đi du học, người ta định cư không có nghĩa rằng là kiểu 100% là sang bên đấy họ sẽ cảm thấy là họ muốn ở đấy thật. Tức là họ hoàn toàn vẫn có khả năng là về Việt Nam. Kể cả cái bạn ở Việt Nam đi thì bạn ấy vẫn hoàn toàn có thể thay đổi một phút giây nào đấy và bạn quyết định là bạn sang bên kia chẳng hạn. Thì mình cảm thấy là cái chuyện tình cảm là một cái chuyện rất là khó nói. Nó sẽ dẫn đến cái điều số 2, đấy chính là xem xét nền tảng mối quan hệ. Nếu như mà mối quan hệ là một mối quan hệ kiểu rất là sâu sắc, kiểu yêu nhau được một thời gian rất là dài rồi và mọi người cảm thấy là mọi người muốn thử, thực ra là mình sẽ luôn khuyên tất cả mọi người là hãy nên thử yêu xa đi. Tại vì không phải là cứ yêu xa là sẽ kiểu tạc ý, mà hoàn toàn là có thể thử và xem mọi thứ đi đến đâu. Nhưng mà mình nghĩ là trong cái quá trình mà chúng mình thử đấy thì sẽ có rất là nhiều kiểu thử thách mối quan hệ để xem chúng mình có phù hợp với nhau hay không. Mình nhận ra một cái điều nữa trong nền tảng mối quan hệ, đấy chính là độ dính nhau, cái độ phụ thuộc vào nhau, nó sẽ càng làm cho cái việc yêu xa khó khăn hơn. Đấy là đối với bản thân mình là vậy. Và lần này thì mình yêu xa thì thật ra là mình thấy là nếu mà kiểu vẫn phải tiếp tục yêu xa thì vẫn yêu xa được thôi ý. Nhưng mà nó có những cái vấn đề mà là do chính cái việc là chúng mình
đã từng quá là dính nhau nó tạo ra. Ví dụ như là kiểu khi mà chúng mình cãi nhau chẳng hạn, thì khi mà chúng mình ở gần nhau đi, thì đôi khi kiểu chúng mình chỉ cần kiểu ở cạnh nhau thôi là bắt đầu kiểu vui vẻ lại rồi, tâm trạng tốt lại rồi ấy. Nhưng mà khi mà yêu xa thì cái chuyện mà chúng mình cãi nhau hay những cái vấn đề chúng mình gặp phải, nó như kiểu là thật sự phải giải quyết ngay tại lúc đấy và giải quyết tận gốc tất cả mọi thứ ngay lúc đấy ấy. Nên là mình cảm thấy là nó cũng khó hơn. Và cái điều thứ ba mình cảm thấy là vô cùng cần phải xem xét, để xem là cái chuyện yêu xa này có ổn hay không, hay có nên yêu xa hay không, này nọ này nọ, thì đấy chính là xem là hai người chúng mình đã sẵn sàng để thay đổi, để trưởng thành, để đương đầu với cả cái khó đây chưa. Cái này mà bạn nào mà yêu xa ngắn như mình, kiểu yêu 2 tuần thôi thì không nói làm gì, nhưng mà những cái bạn mà sẽ phải yêu xa lâu như kiểu 1 năm, một vài năm, thì thật ra là mình thấy là cái chuyện này là một cái chuyện rất là quan trọng. Có những thói quen và cách ứng xử mà mình nghĩ là cần phải thay đổi để cho phù hợp với hoàn cảnh hơn. Thì cách đây không lâu mình có xem được một cái video này ở trên TikTok. Mình không nhớ người chia sẻ là bạn nào, nhưng mà đấy là một bạn nam, bạn ấy quay và bạn ấy chia sẻ rằng là bạn ấy nhận ra rằng là khi mà hai người trong một mối quan hệ tình cảm, thì khi mà người ta chỉ cần làm một cái điều gì đấy rất là nhỏ thôi, thì nó sẽ kiểu cái người còn lại sẽ cảm thấy react rất là kinh khủng về cái vấn đề đấy. Nhưng mà nếu như mà một người bạn hoặc là một người trong gia đình của bạn ấy cũng làm một điều tương tự như thế, thì có thể bạn ấy sẽ không react mạnh mẽ đến thế. Thì sau khi mình nghe cái đấy sau thì mình cũng thấy là cũng đúng ha. Thì mình cảm thấy là khi mà yêu xa thì rất là khó để mà thể hiện cảm xúc, cũng như là cái chuyện vặt vãnh cãi vã, nếu như mà mình kiểu soi xét từng thứ một ý, thì nó cũng sẽ kiểu sẽ càng gây cái chuyện yêu xa nó khó hơn. Bên cạnh đấy thì mình nghĩ là đừng để cuộc sống riêng ảnh hưởng đến cuộc sống chung. Người kia đi sang một thành phố mới hay sang một đất nước mới đi, thì thường họ sẽ có cái xu hướng là rất là thích đi tìm hiểu, rất là thích đi khám phá, và đôi khi là sẽ bỏ quên mình. Và mình cũng rất là hiểu cái chuyện là ai cũng có cuộc sống riêng nha, nhưng mà cái gì thì nó sẽ nên có cái mức độ của nó ấy. Không nên để cuộc sống riêng của mình bị ảnh hưởng quá đến cuộc sống chung của hai đứa. Tức là ví dụ như là có một cái sự chênh lệch về múi giờ quá là chênh lệch giữa hai đất nước đi, thì chúng mình cần phải nói chuyện và xét với nhau xem là chúng mình nên dành thời gian với nhau vào lúc nào. Và đôi khi thì có thể là một trong hai người sẽ phải hơi hy sinh cái thời gian của họ một xíu, và có thể là cả hai hy sinh luôn. Ví dụ với những đất nước mà quá chênh lệch về múi giờ, thì có thể là một bạn sẽ phải dậy sớm hơn bình thường với cái routine của bạn ấy chẳng hạn, hay là có thể là có một bạn sẽ rất là khó để đi chơi quá là muộn với buổi tối với nhóm bạn của mình. Thì mình nghĩ là đấy là những cái sự hy sinh khi mà mọi người đã muốn thử cái chuyện yêu xa này rồi, đã muốn là cố gắng để làm thành công cái chuyện yêu xa này rồi, thì mình nghĩ đấy là những cái thử thách để mà chúng mình cũng có thể hiểu được xem là chúng mình yêu nhau đến đâu. Chắc là như vậy. Sáng nay là mình có đi dự lễ tốt nghiệp của bạn mình. Trời ơi, đây là cái lễ tốt nghiệp đầu tiên mà mình dự từ trước đến giờ mọi người ạ. Là cảm giác thấy háo hức lắm ý. Mình mong chờ đến cái ngày mình tốt nghiệp ghê á. Nhìn lại 8 ngày vừa rồi thì mình nhận ra một điều mà mình đã làm trong 8 ngày vừa rồi, mà thật ra là mình cảm thấy là nó khá là tốt cho cái cuộc sống của mình. Đấy chính là mình dành nhiều thời gian đi chơi với các bạn bè hơn, cũng như là mình dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Đây cũng là một cái khoảng thời gian mà nó cũng khá là thú vị để cho cả mình và cả anh Huy kiểu cân bằng cuộc sống hơn. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 8. Anh giơ số 5 đi, em giơ số 3. Anh giơ 5 bên này, ok. Đã, hôm nay bây giờ mình đang xem Đức Huy mukbang. Burger gà. Đây là khoai tây ube cheese pie. Ube là khoai lang tím. Tối đến thì bọn mình xem Teleparty với nhau. Ai mà ở xa và muốn xem Netflix với nhau thì dùng Teleparty nha. Tại vì mình thấy xem ở đây là mượt nhất luôn á. Như bố mẹ đi công tác về. Ơ còn quà gì nữa cơ mà. Quà gì nữa? Cách đây vài hôm anh vừa bảo là anh có cái này bí mật dành cho em. Đừng có điêu. Chưa xong. Nhớ ra. Bác này cái này thì... là mình tính rồi. Đây này, bọn mình tính là lúc nào mà đi du lịch đâu thì sẽ mua một cái này để cho để cho có kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ ngoài Việt Nam với cả Singapore ra, Việt Nam thì không mua rồi, nhưng ngoài Việt Nam với Singapore ra thì chưa có gì. Xong mà rời khỏi Úc thì sẽ mua thêm cái Úc nữa. Oh no baby.
Baby. Baby. Mua về. Cái này có 500 không? Cho. Mua cho em kiểu cái dưới cái dạng là kiểu cái lót cốc ấy. Nhưng mà cái lót cốc này em sẽ không xem được nhiều. Xong kiểu anh mini là... mini để vào túi để lúc nào cần động lực thì đọc đúng không? Không phải kiểu về hai đứa mình mà là về em. Và đây là quà của tôi nhỉ. Couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleeping. Tối hôm nay thì bọn mình có được tham dự sự kiện công chiếu phim Ma 10 tại Úc. Trước khi qua buổi công chiếu thì mình cũng có qua nhà bạn mình và giúp bạn mình trang điểm. Thật ra kêu là giúp thuế chứ bạn mình làm là chính, còn mình làm bầu là phụ. Mình thì háo hức quá nhỉ, đúng là làm trên mặt người khác còn khác. Có ai đoán được bạn mình vào vai gì không? And yes, chính là Ma 10 đó nha. Và đây chính là thành quả cuối cùng này. Buổi tối hôm nay cũng có rất là nhiều khách mời xịn sò tới nữa. Lần đầu tiên tham dự một buổi công chiếu phim và đặc biệt lại là phim Việt tại Úc thì mình cũng thấy là lạ phết á. Sau một thời gian rất dài mưa triền miên thì cuối cùng Melbourne cũng đã được hưởng nắng rực rỡ một hôm. Địa điểm đầu tiên mà hôm nay chúng mình tới chính là chỗ chụp ảnh lấy ngay giống ở bên Hàn Quốc á. Bây giờ bọn mình sẽ chọn mấy cái kiểu vận dụng linh tinh ở đây để chụp ảnh nhé. Anh ơi, cái này hay này, cái này hợp anh này. Bling bling. Chỗ này thì mình thấy là hình như nó chỉ mới khai trương một vài ngày hôm nay thôi. Ở đây thì có 3 phòng chụp nha. Phòng màu xanh là phòng sáng nhất, phòng màu hồng là phòng hơi sáng và phòng màu ghi là màu ánh sáng tự nhiên. Và hôm nay thì chúng mình đã quyết định chọn phòng màu hồng. Ở đây thì mỗi một tờ được in ra là sẽ có giá là 5 đô và ít nhất là mình phải in 2 tờ nha. Và mọi người phải dùng tiền mặt nữa nha. Chỗ này thì mở tới tối muộn lắm luôn á, hình như là 2 giờ sáng á. Nên là ai rảnh thì ghé qua đây nha, rất là hay luôn. Sau khi chụp ảnh xong thì chúng mình đã lên đường đi ra biển. Rất là lâu rồi mình mới có dịp đi biển á. Và bãi biển hôm nay chúng mình đi thì cũng là một bãi biển khá là có tiếng ở Melbourne. Mình thấy bãi biển này luôn được các dân du lịch ghé qua và check in, do dọc đường bờ biển là khoảng hơn 70 căn nhà gỗ nhỏ mà nó có cái màu sắc kiểu rất là rực rỡ sặc sỡ ấy. Vậy mà mình ở đây 1 năm rồi mà ngày hôm nay mình mới qua đây, đúng là rất là thiếu sót luôn. Tôi đang chụp ảnh ở số 58, không biết ngày này có nhìn được không. Đây, đây là cái nhà số 58, kiểu nó có từ 1 đến 6 mấy hay sao ấy. Chúng mình đã dành rất là nhiều thời gian ở đây để chụp ảnh này, ngồi chơi với nhau, ngắm cảnh này. Bạn nào mà có dịp ghé qua Melbourne thì cũng đừng quên ghé qua bãi biển này nha, tại vì mình thấy chỗ này cũng là một chỗ rất là đặc biệt. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến đây. Tháng 10 vừa rồi của mình là một tháng rất là đặc biệt. Và mình nghĩ là trong năm vừa qua thì chắc là cũng là một tháng mà nó có nhiều cái trải nghiệm hay ho thú vị nhất ấy. Và mình rất là hy vọng rằng là trong những tháng tới, từ giờ đến cuối năm này và năm sau thì cũng sẽ có nhiều những cái trải nghiệm thú vị như này. Và mình rất là hy vọng rằng là mọi người cũng vẫn sẽ đồng hành cùng với mình. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến đây. Chúng mình hãy hẹn nhau trong những video sau nha. Bye bye.